Galaxy Bo 98 đầu 25, hồ sơ hải quan chính ngạch sang tên hợp lệ trên toàn quốc. Xe cửa hàng đã kiểm tra máy rất là kỹ rồi, khách về săn nhất là chạy thôi. Hiện tại cửa hàng đang dọn phong cách 2000 và đi bánh mâm. Nếu mà khách thích màu áo khác, phong cách khác thì cửa hàng có thể hỗ trợ đổi cho các bạn hoàn toàn miễn phí, miễn là giá trị tương xứng là được. Như xe này thì khách có thể đi hình xì bo 99 nè, hoặc là đi hình sa chia đầu dẹp 99 2000 nha mọi người. Đi bánh căm hoặc là mâm rider thì tùy sở thích cá nhân. Khi mọi người chốt thì cửa hàng sẽ hỗ trợ đổi theo sở thích của mọi người nha. Rồi, khách nào hợp nhãn thì mình liên hệ số điện thoại 0939080609. Cửa hàng ở số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi, Yến xin nhắc lại thông tin xe xì bo 98 đầu 25, hồ sơ hải quan chính ngạch, sang tên chính chủ hợp lệ trên toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha.